Các công tố viên Paris tại Pháp đã mở cuộc điều tra về âm mưu bị nghi là nhằm phá hoại lợi ích căn bản của quốc gia liên quan đến những cuộc tấn công đốt phá làm gián đoạn hệ thống giao thông đường sắt chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Công tố viên Paris Laure Bekiau cho biết cuộc điều tra cũng sẽ xác định thiệt hại của những cuộc tấn công vốn bị nghi ngờ do một băng nhóm có tổ chức gây ra, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống xử lý dữ liệu tự động. Tuyên bố nhấn mạnh các hành vi phá hoại là cố ý gây thiệt hại tại các địa điểm của Công ty Đường sắt Quốc gia SNCF vào đêm ngày 25-26 tháng 7. Tội danh phá hoại tài sản có khả năng gây hại cho lợi ích căn bản của quốc gia có thể bị phạt tù tới 15 năm. Trước đó cùng ngày, SNCF cho biết mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này đã trở thành mục tiêu tấn công của các hành vi ác ý và nhấn mạnh đây là cuộc tấn công lớn trên diện rộng trong đêm nhằm làm tê liệt mạng lưới tàu tốc hành TGV. Hai chuyến tàu chở các vận động viên đến tham dự Olympic Paris đã phải dừng lại trong vài giờ trước thềm lễ khai mạc. Khoảng 800.000 hành khách dự kiến sẽ bị ảnh hưởng cho đến khi các công nhân hoàn thành việc sửa chữa vào cuối tuần này. Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm thủ đô Paris đang chuẩn bị cho lễ khai mạc Olympic năm 2024 với sự tham gia của 7.500 vận động viên, 300.000 khán giả cùng đông đảo các quan chức cấp cao trong nước và quốc tế.